Trong tỉnh cũng được đặc biệt chú trọng. Các trường trung học được xây cất tại nhiều nơi để đủ chỗ cho các học sinh đến thụ huấn. Bậc tiểu học cũng được mở mang và chăm sóc kỹ càng để đào tạo các học sinh ngay từ ngày bắt đầu cấp sách đến trường có một căn bản vững chắc để sau này theo học bậc trung học. Ngoài phần đức dục, trí dục, các em học sinh còn được rèn luyện cả phần thể dục để có đủ sức khỏe theo đuổi việc học hành. Các cơ sở thanh niên thao trong tỉnh cũng được mở mang nhằm đào tạo một thế hệ thanh niên hùng mạnh. Hey!
The Vietnamese curriculum in Hamlet School includes public school music. Since fishing is important in Vietnam, one of the common songs that Vietnamese children like to sing is a song about fishing. Yeah.